Hello, hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Tiểu Sư Phụ đến từ C4Me Group. Ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho các bạn về chương trình Aerob đến từ dự án Hunter Combat nhé. Làm thế nào để chúng ta có thể là withdraw về các sàn giao dịch top hàng đầu trên thế giới hiện nay. Ở trong bot Telegram thì nó đã cập nhật mục withdraw rồi. Thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em nhé. Các bạn vào mục Aerob này, sau đó các bạn kéo xuống phía dưới ở cái phần withdraw, các bạn có thể thấy là nó sẽ cho phép chúng ta rút về sàn Binance, OKX, Bybit, Wallet này. Thì tùy vào sở thích của mỗi người thì các bạn có thể rút về bất kỳ một cái sàn nào, bởi vì đây đều là những cái sàn top hàng đầu trên thế giới nhé. Ngoài ra thì nó có những cái chương trình mà nạp tiền nhận được phần thưởng Aerob ấy, thì các bạn có thể tham khảo thêm. Đặc biệt là ở Bybit ấy, nó có nhiều cái chương trình gọi là nạp số token để chia sẻ cái pool thưởng ấy, thì anh em có thể tham khảo. Ở đây thì mình hướng dẫn cho các bạn rút về cái sàn lớn nhất trên thế giới hiện nay, đó là Binance. Anh em click vào. Ở đây thì nó hỏi các bạn đã có tài khoản của Binance chưa. Các bạn nhấn yes, I have it. Đó, và các bạn sẽ thấy là cái thời gian này, mốc timeline này, ngày 13 này. Ngày 13 thì nó sẽ bắt đầu mở deposit này. Ngày 21 thì nó sẽ kết thúc cái nạp tiền này, và ngày 24 thì Binance sẽ xác nhận hoặc là từ chối. Đó, thì anh em rút về Binance thì rất là ok nhá. Thì các bạn sẽ cần phải có cái address của HMSTR, chính là token của Hunter Combat này, và memo. Ở đây thì các bạn mở cái app của Binance lên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ vào cái mục đó là ví này này. Sau đó anh em vào mục ví nhá. Sau đó anh em vào cái phần nạp này. Và các bạn gõ cho mình cái chữ là HMSTR. Đấy, nó sẽ hiện token Hunter Combat nhá. Anh em click vào. Thì ở đây thì các bạn chọn mạng tôn. Nó thông báo bị nghẽn nhưng mà kệ nó thôi, anh em cứ copy hai cái địa chỉ này. Đây là địa chỉ nạp tiền này, anh em để ý này, copy chuẩn này và memo, thì hai cái này là cái hai thông số quan trọng nhất, anh em copy sang, dán, sau đó là quay trở về copy và dán, ok chưa? Sau đó thì anh em sẽ nhấn vào save and drop, tức là lưu và rút tiền đấy, anh em bấm vào. Thì nó sẽ hiện thị là request processing, tức là cái yêu cầu của chúng ta đang trong quá trình và chúng ta sẽ chờ cho nó confirm để chúng ta xác nhận là các bạn đã request rút tiền thành công ở trên bot Telegram, và chúng ta chỉ cần chờ, gọi là chờ tiền về nữa thôi. Đó, thì chờ đến ngày 24 thì Binance nó sẽ xác nhận tiền cho chúng ta. Ok nhá, đơn giản như vậy thôi. Thì anh em đã có thể rút tiền về ở trên các sàn giao dịch hàng đầu thế giới rồi. Các bạn nhớ thao tác chuẩn chỉ nhá. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiểu Sư Phụ. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì anh em có thể comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhá. Còn bây giờ, xin thân ái chào và hẹn gặp lại.